các bạn. Đây, thử tải cái cần tay cho các bạn xem. Cá chim. Không phải là cá chim. Cần tay dolphin. Dolphin 36. Đây, đang rằng rất kinh. Em chim. Một xuống tí không trục hơi yếu, trục bằng cước không phải là dù nên là cá chim dễ bị đứt. Đang vật nhau với một em chim tầm 1 cân rồi các bạn. Nhưng mà hơi vất vả một tí. Câu cần tay rất cảm giác rất thích các bạn. Cái này buộc giảm giật rồi nên là cá chim giật thì cũng không sợ. Cái vòng cao su nó cũng có độ đàn hồi. Nên là chỉ sợ đoạn là linh ở dưới nó đứt thôi. Rất khỏe, cá chim khỏe. Dòng cần tay thì không biết mệt. Cùng em nó đã ngửa gần như là ngửa bụng. Mệt rồi. À, mắc ở đầu một lưỡi. Thẻo là thẻo đôi các bạn. Đầu một lưỡi, đít một lưỡi. Càng dãy càng dính. Bảo sao không đứt được các bạn. Không thì đã đứt. Linh là linh rất nhỏ, linh có 2 chấm rồi. Răng cá chim các bạn biết nó sắc như nào. Đấy, ngang người rồi. Này khả năng cậu lên được. Đấy. Bị dính phát vào đuôi, phát vào mồm. Đấy. Lên luôn đi. Hơi vướng không lên được các bạn. Vướng lắm. Cần cong tít lên rồi vẫn chưa lên được. Giờ bắt nó thôi. Rất khỏe. Cậu lên luôn các bạn nhé. Thử tải nên là không cần vớt. Không dậy được. 2 giây như này các bạn. Khá to đấy. Nếu mà dòng cần mà 36 này là khá to đấy. Đây một lưỡi. Đây một lưỡi. Đây là dính. Không chạy được. Chơi thẻ đôi này rất thích. Đấy, vừa rồi Hải đang test cần tay Dolphin 36. Trực tiếp cho các bạn xem. Cậu luôn lên. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Video tiếp theo của Hải đang phát sinh.